Trời trời, hôm nay anh em làm gì bu đi ghê vậy? Làm gì bu ghê vậy? Chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc. Hiện tại là bây giờ ở tại trung tâm của Tiến thì đang gặp một cái con xe SH350i. Thì ban này là ban thực tế. Thì ban này thì lớp đây có lớp chứng kiến đây. Ban này là không hề tạo nha, mà ban này là ban thực tế. Trước giờ thì Tiến làm clip không có tạo ban mà là ban thực tế thôi. Thì bây giờ Tiến cũng như anh em thôi. Những anh em mà đã qua những cái lớp FI cơ bản rồi thì chắc anh em thừa biết rồi. Đó là anh em sẽ thấy như thế này, một chiếc xe vào trong tình trạng, nhiều anh em học FI về thì anh em học những cái cơ bản, học những cái xe truyền thống. Thì anh em gặp những cái xe đời mới thì anh em sợ. Thì việc đầu tiên của anh em đó là nhấc điện thoại và gọi điện cho những ông thầy mà anh em đã học. Thì cái cách làm như vậy là anh em đang sai nha. Thì hôm nay mình chia sẻ anh em như thế này này, một cái tư duy, một cái khái niệm đơn giản thế này thôi. Chiếc SH này đầu tiên thì chúng ta phải cần có thông tin của xe. Thì con xe này là SH đời Việt Nam mình đúng không? Con xe này nó mới chạy có 700-800 cây thôi này, mà nó đang có lỗi. Đang có lỗi này. Thì bây giờ bản thân Tiến cũng vậy thôi, cũng như anh em. Thì hiện tại xe này Tiến cũng chả có một cái dữ liệu của thông tin gì về xe này hết, đúng không? Thì bây giờ Tiến lấy ví dụ cho anh em hình dung này. Một chiếc xe dắt vào, khách hàng kêu yêu cầu mình kiểm tra là đang lỗi. Thì tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là nó đang có thể hiện lỗi FI, đúng không? Đó, và nghe thông tin khách hàng trả tả là chạy nó mới báo, còn bình thường nó không báo nhá. Chạy xe nó mới báo lỗi này, còn bình thường không báo. Rồi, vậy thì việc đầu tiên của anh em là gì? Kết nối máy đọc lỗi, đúng không? Lấy máy em. Đây. Rồi bây giờ anh nào lên cầm con Smart FI đây? Anh nào đầu tư Smart FI rồi lên cầm con Smart FI đây? Minh, lẹ lên. À ấy. Tông Hành. Khỏi khỏi đi em, lấy Smart FI cho anh em, tại vì lớp mình anh em dùng mắt FI nhiều. Rồi, vậy thì tiện thể trong quá trình chờ đợi thì Tiến cũng tìm hiểu một chút thông tin ở đây anh em nhìn nhá. Thì bây giờ anh em nhìn vào cái giác đọc lỗi đây này. Thì lâu nay thì trong đầu của Tiến thì Tiến cũng thường đọc sách, thì Tiến thấy là con SH300i này là nghe nói là nó xài công nghệ mạng Ken rồi. Thì bây giờ anh em nhìn nhá, Ken là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhá. Các bạn cũng được học lý thuyết rồi đúng không? Ken là gì? Lột cái dây, tước cái dây nhẹ ra cho anh em. Đây, Ken là như thế này anh em ha. Ví dụ ở đây. Rồi, ví dụ ở đây chúng ta phân tích như sau này. Ken á, là chúng ta nhìn vào cái đầu đọc lỗi này. Thì cái đầu đọc lỗi này là của xe Honda đời mới, bao gồm từ 2020 đến 2024 là nó sử dụng cái đầu đọc lỗi này rồi. Vậy thì bây giờ tôi nhìn vào đây làm sao tôi biết đâu là Ken và đâu là Kalai? Thì anh em sẽ quan sát như đây cho tôi này. Ở đây chúng ta sẽ để ý đây. Nhìn đằng sau đuôi của giác đọc lỗi thì những cái thằng nào giác đọc lỗi này nha, kể cả Honda, Yamaha, nếu giác đọc lỗi của nó có từ 6 giây. Được không ạ? Từ 6 giây như thế này này. Đó, thì đa số là nó có cả xóa lỗi thủ công, cả là sử dụng bằng máy. Còn những cái anh nào mà 4 giây thì anh em để ý nếu có cam trắng thì nó thường đó là dây Kalai. Nhưng bây giờ ở đây tôi không nói về cái giác đọc lỗi đời cũ nữa. Tôi có làm clip giác đọc lỗi đời cũ cho anh em rồi. Thì anh em thấy là những cái dây rồi. Còn bây giờ đi vào mạng Ken này, chúng ta sẽ tìm hiểu này, Ken ở đây là như thế này. Thứ nhất là cái giác đọc lỗi của nó là nó sử dụng 6 pin, tức là 6 dây. Rồi, còn về màu dây này, thì anh em quan sát đây, nếu tôi để hướng ngược chiều kim như thế này, ngược như thế này, thì bây giờ tôi đếm này, chân số 1 là màu xanh, chân 2 là trắng, chân 3 là đen trắng, chân 4 là gì ạ? Chân 4 ở đây là cam, rồi chân 5 là gì đây? Chân 5 là đỏ, rồi chân 6 là đen. Rồi, thì tiện đây mình cũng giải thích em luôn này. Trên chiếc xe này thì hiện tại á là cái sợi dây màu xanh. Đó, sợi dây màu xanh nó chính là sợi dây nguồn để chúng ta kết nối máy đọc lỗi. Và nó cũng là cái nguồn để chúng ta test lỗi thủ công. Trên xe này vẫn kết nối thủ công được anh em ha. Thì dây thứ hai là dây trắng. Thì dây trắng này là dây mạng Ken. Rồi, Ken là để đi về ECM. Còn dây đen trắng là dây để xóa lỗi thủ công. Thì thường thường ấy, khi anh em muốn xóa lỗi thủ công thì anh em sẽ để cái đầu lên như thế này. Anh em kết nối hai sợi dây là 1, 3 này. Đó, tức là đếm từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái cũng được. Cứ 1, 3 đấu với nhau. Thì có nghĩa là chúng ta đang kết nối dây xanh với dây đen cam là chúng ta đang kết nối thủ công. Còn lại ở đen trắng, xin lỗi mọi người, đen trắng nha, là thủ công. Còn phía dưới này là chân vàng trắng, cam trắng và dây đỏ với lại dây đen. Thì dây đỏ của chúng ta nó cũng là dây Ken, tức là một dây là Ken 2, một dây Ken lâu, đúng không? Đó, còn dây đen là nguồn sau khóa. Đó, nguồn mở khóa để chúng ta nuôi máy đọc lỗi. Còn đối với xe này thì nó còn dư một sợi dây cam trắng. Thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa có tra cứu cái cam trắng này là dây gì. Đó, mình cũng chưa tra cứu nó là dây gì ha. Chút nữa chúng ta xem sơ đồ xem dây cam trắng này là dây gì. Còn về cơ bản ở đây thì ta sẽ thấy là mình nói luôn anh em, vì dây cam trắng á là bởi vì chiếc xe này là xe có công nghệ ABS. Rồi mình nói luôn anh em nha. Thì cái dây cam trắng này là dây Kalai để kết nối vào cục ABS nha mọi người.
Đấy, được chưa? Tức là cái dây cam trắng này là để kết nối vào con ABS, đọc lỗi ABS. Là thằng Honda nó sẽ làm cái rắc này sử dụng chung Máy rắc với à? ABS và FI luôn, là mình dùng đọc lỗi chung đấy nhá. Máy xe kia hay rắc à? Rồi vậy vậy thì phần này chúng ta đã tìm hiểu được là 6 dây ken rồi, đúng không? Rắc đọc lỗi có ken rồi ha, là tìm hiểu 6 dây này rồi. Rồi bây giờ việc đầu tiên là báo lỗi thì ta sẽ kết nối máy vào đây. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái máy đâu em? Rồi. Thì hiện tại bây giờ xe đang còn lỗi thì bây giờ chúng ta sẽ test lỗi. Rồi cũng cũng như chúng ta thực hành thôi ha. Anh em sẽ chọn vào Smart EV kết nối phần cứng. Rồi chúng ta chọn vào nó đang báo lỗi FI thì chúng ta chọn vào động cơ. Chẩn đoán tự động. Rồi nó có tìm xe cho chúng ta đây, rồi chẩn đoán luôn. Rồi đọc mã lỗi. Rồi, thì ở đây em nhìn thấy không nào? Đó, chúng ta đọc được mã lỗi nè, trật tự đi. Tí coi clip lại. Chúng ta nhìn mã lỗi này là P2158. Và đây máy nó chỉ chúng ta rất rõ ràng này. Lỗi mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau. À, VSS2 ha. Không nhận tín hiệu tốt từ cảm biến này. Đó, thì có nghĩa là chúng ta đọc được lỗi rồi thì bây giờ rất dễ rồi. Đây, chúng ta để ý đây, con cảm biến bánh sau vì xe này sử dụng phanh hai kênh nhá, nha, phanh hai kênh này. Đấy thì con cảm biến nó đường dây của nó đây. Anh em nhìn thấy cái đường dây ở đây. Nó đường dây của ABS ở đây. Đó là từ trên ASEM ABS, ECU ABS nó đi qua sợi dây rắc này rồi nó chạy xuống cảm biến. Thế thì bây giờ ví dụ như xe này các bạn tháo ra nó rườm rà quá thì việc đầu tiên các bạn hãy rút rắc này cho tôi, đo kiểm luôn. Chuẩn bị cái đồng hồ anh em. Bấm rắc nó rút ra, đúng rồi. Rồi sau đó là gì? Ở cái phần này này, lấy cái rắc ra ngoài được. Chúng ta sẽ đo tín hiệu. Thì ở đây chúng ta sẽ đo được tín hiệu điện áp rơi nó khoảng 10V nha anh em, là từ trên cục ABS đi xuống. Rồi, chọn đồng hồ đo vôn. Đo chính xác vào từng rắc một. Không, đo từ trên ECM xuống, từ trên ABS xuống. Dây nào đối sao? Đúng rồi. Nó có hai dây thôi mà. Có được không? Không được thì phát cho anh mượn cái rắc ấy đi. Cái rắc cái á, rắc cái á, cái rắc cái, rắc có lỗ. Hai rắc cái á. Đấy, cho nên là mình muốn chia sẻ với anh em ở đây là gì? Dù là một cái xe đời mới nhưng mà ta đi đúng nguyên lý, đi đúng đường đường đi nước bước thì nó cũng giống như con xe mà AB Vision thôi. Nó không có khó, đúng không? Cho nên nhớ anh em là nhìn thấy xe là anh em thấy sợ rồi, hay là nhìn thấy chủ xe là thấy sợ rồi, đúng không? Đây, bây giờ bạn này bạn đo này, các bạn nhìn đây. Và khi bạn đo được là điện áp rơi là 11V3 thì như vậy là chứng tỏ là gì? Được rồi. Như vậy chứng tỏ là đường dây điện áp từ con ABS đưa xuống đây tốt. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ phần còn lại chỉ là đo cái con cảm biến nữa thôi. Sau một hồi chốt ban á thì do cảm biến với lại cái đĩa đọc nó bị sai tí anh em ha. Thầy em nếu mà không dây vấn cụ nó đề gì mất ở ha. đây này. Nha. Cái dấu giờ nữa không?